Cho nên bây giờ, nếu giờ xin mời anh mình bắt đầu mình khui chiến thần nha. 1, 2, 3, go! Khói nó bung ra luôn quý vị. Chúc mừng hết rồi. Cái đối với vậy mà trước khi mà mình sử dụng, mình mở cái món này ra, xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu, hướng mắt về màn hình mình coi một clip sau đây để biết được ẩm thực Trần sẽ mang gì đến cho chúng ta nha. Xin mời. Vậy thì bây giờ chúng ta ở Sài Gòn vẫn có thể ăn đặc sản Trần. Xin mời hai chiến thần. 3, 2, 1, dở lên bàn. Yeah. Ở đồ quý vị, cái tô nhỏ xíu thôi. Dở ra mì quảng quý vị nha, phải không ạ? Dạ, dạ không ạ, cái này gọi là cao lầu. Cao lầu, yeah. Cao lầu. Phải là anh trai đón mì quảng nhưng mà đây là cao lầu quý vị. Yeah. Nếu chúng ta đến Hội An, đây là một món ăn. Thế bây giờ chúng ta sẽ có 3 phút để chiến thần có thể quốc hết cái tô cao lầu khổng lồ. À, chưa, bây giờ đến ngược hang nha. Dạ. Dạ, chúng em đã cân cái này rồi nha. Cân rồi. Dạ, cái tô này 5kg. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Trời Phật ơi, ăn sang ghê chú quý vị. Múc ra dĩa ăn nha. Trời ơi, trời ơi. Mới giới thiệu là sang luôn. Bà đội cha. Em ơi, cao lầu em ơi. Cao lầu thì phải cắp heo mà mày chơi bằng tay luôn vậy. Trời ơi. Ông đội ơi. Nó ăn như sụm tầm. Trời ơi, con kìa, anh con trai người ta ăn từ tốn không? Trời ơi, à, người ta còn dạ. Rất là hoàng cung nha. Dạ, cái gì ở đâu? Cốt là cung đình Huế rồi đó. Đúng rồi. Trời ơi, đồ vậy. Bé ba. Trời ơi, uống là một dĩa là chưa được một phần hai cái tô nữa. Trời ơi, đem cái máng này thì thật sự, nếu mà biết bé ba thì nên là dùng máng thì tiện hơn. Nó chia ra trong máng luôn, nó dễ hơn. Dạ, cố lên, cố lên. Con còn 49 giây nữa mấy ba ơi. Dạ không, mình đang đi lên đó chị. Mình đang tiến lên. Đang tiến lên thì hả bà đâu cha sao chơi cái đồng hồ gì kìa chạy. Người ta không dám ngược sao đến trên. Chút xíu nó bắn cái hồn vô rồi em lỡ bạn cái chết rồi sao. Dạ rồi, còn 2 phút. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, tôi chết rồi. Chết thiệt rồi. Ê, từ từ thôi má ơi. Trời ơi. Mới có 1 phút mấy hả? Từ từ lên. Nó ăn giống như là lần cuối cùng được ăn vậy đó. Trời ơi, em che lại cái đông đậu vậy. Học kỳ vậy mày chơi vô vậy. Mặc để cho anh em. Trời ơi, con kia mày chơi ngu nữa. Cái khi mà nó lắc lên cái khui. Nó tức ghê vậy đó. Trời ơi. Tình cảm quá ha. Tình cảm á. Tưởng là hai mẹ con đang ngồi rút cho mẹ bị tàn tật rồi đó. Trời ơi, dễ luôn. Trời. Bà ơi, cái bà ơi. Nó mút băng dữ rồi kìa. Trời ơi, nó ăn giống như trời ơi, rồi má kia ăn. Tao tưởng đâu kia má kia cũng sang như lắm đây rồi kìa. Trời ơi, có chừng cái tóc của mày vô học mày luôn đó. Ừ, gỡ cái tóc ra đi cho nó đỡ chậm. Cho nó loạn. Ừ. Gỗ lên. Gỗ lên anh ơi, bây giờ nó chơi bằng tay rồi, bằng đũa anh ta chơi không lại đâu. Không phải anh cần anh bỏ vô thay anh hút cho lẹ không? Trời ơi. Anh ơi, trời nó trộn rau. Để em vô cho nó trộn cá theo không đó. Em vô trao á, em lấy cái máy sinh tố em 40 giây cuối cùng. 40 giây cuối cùng. Trời ơi, anh ơi, đừng có tham dự nữa, để cho người ta thi ăn. Trời ơi, gấp quá chị. Con kia nó chết đuối hay sao á. Trời ơi, bóng đừng có hèn, mấy má ơi, ăn khúc nào sang sang chút xíu coi lại thấy không. Ta phải, trời ơi, thấy không, khúc một bụng là nó đánh bớt bánh xa. Trời ơi, thăng lạnh đâu nữa. Thăng lạnh, lao nhẫn. Trời lao nữa. Dễ không? Anh, rút mặt lên. Trời ơi. Nó đau như nó chụp thuốc tê vậy. Trời ơi, cố lên. Cố lên. 5 giây cuối cùng. 7 2 1 Hết giờ. Dạ đầu hàng rồi. Đừng cố gắng lên. Dạ. Không cần công bố. Nó kết quả nó quá hiển nhiên rồi. Trời ơi, trời ơi, cái đốt quá thiệt. Bé ba ơi, đừng còn hiếp.
ơi, trời ơi. Má má ơi, mang cao lầu cho ban phở tao hấp dữ vậy. Cho ăn giống như là nạn đói năm 45. Trời ơi, trời ơi. Ok à. Trời ơi là trời. Ông chết rồi, hơi phần sau là má là chiếu hồi rồi sao má ăn. Sao con này ngu dữ vậy trời. Trời ơi. Mày ăn đó hơi mày ăn. Trời ơi chị ơi, chị đi. Trời ơi, mà muốn sao cái đó mày đặt sẵn hết trơn luôn đó. Nó gì đâu có nói được. Rồi, nè nó ăn giống như nó giết người vậy. Tay rồi, rồi. Mà ơi. Mà có ăn mày em xin cho kìa. Dạ. Trời ơi trời. Rồi đưa hai cái tô lên. Công bố kết quả đi chị. Không, tính hồi nãy giờ là ngưng tình. Trời ơi, bây giờ đổ vô tính tính sao má. Sao mà con này nó dơ dữ vậy. Dạ, thôi cái thằng này là anh thua chắc rồi đó. Dạ, anh thua chắc rồi. Dạ, anh đầu hàng rồi. Anh đầu hàng rồi, anh đầu hàng hai tay hai chân luôn. Rồi, dạ. Anh thấy sao? Ngon không? Anh đây chưa. Anh nó không có lợi gần anh đâu. Dạ, anh đây. Dạ. Anh sợ nó chạy vô người. Cảm nhận sao về cái tô cao lầu nè? Cao lầu rất là ngon. Rất là ngon đúng không? Dạ. Nhưng mà sao mình lại nhiều quá mình ăn không hết vậy? Không phải, tại vì là nhìn bé ba ăn sợ quá. Nhưng mà phải nói là cao lầu rất ngon đúng không? Dạ, xác nhận là dì em cảm ơn ha. Đây là ẩm thực trần, mai tới sẽ chúng ta còn nóng luôn cái gì nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng phần này anh không nhận được quà, thông cảm dì em nhé. Thank you. Anh ơi, anh Phùng, em có làm gì anh đâu mà sợ em. Chứ là hồi nãy anh nói đâu sợ ai đâu. Đứng lại ăn hết cái này cứ xuống cho biết. Sẵn sàng có cái tay bình luận kiểu như là ăn nhưng mà ăn dữ quá. Ăn mà kiểu như là mọi người thấy không? Im như heo ăn vậy. Rồi dạ. Anh chưa bị heo cắn ở nhà uống mà. Bỏ đi mấy bạn. Không nhờ nó đeo cái tập về mà không vừa đúng. Rồi ok dạ. Chúng ta cùng cảm ơn anh Thịnh Trần đã mang đến món đặc sản đầu tiên của Quảng Nam, đó là cao lầu quý vị nha. Và chúng ta còn mấy món nữa cho nên rất là mong quý vị đừng ra được sớm. Chúng ta quý vị, bây giờ